Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay này có bác mẫu xe đạp địa hình Jan ATX Pro, một dòng xe đạp bản quốc tế và được sử dụng vành bánh là 26 inch. Bộ chuyển động của xe là Shimano Asiza với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Thì cái mức giá của xe thì em đang bán là 6.800.000. Một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn cho một cái cấu hình cũng gọi là rất là đủ dùng, phù hợp cho những người chơi xe cơ bản có thể dùng chiếc xe này rất là tốt. 6.800.000 mà đã được sử dụng cấu hình Shimano Asiza các bác nhé, 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, vành bánh 26 inch, vành cắt CNC rất là đẹp đây. Lốp thì sử dụng là lốp của Kenda các bác nhé, lốp Kenda. Đấy, cặp vành rất là đẹp, các bác có thể nhìn những cái đường cắt CNC đây. Đấy, rất là độc đáo, cực kỳ đẹp. Đấy, xe khung nhôm với cái tông màu sơn trắng pha với xanh lục các bác nhé, xanh lam. Đấy, rất là đẹp. Ở trên này là người ta để một cái phần nhôm trần đây. Đấy, cực kỳ độc đáo, rất là đẹp. Thương hiệu Jan, một thương hiệu mà cũng cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Thương hiệu quốc dân trong thị trường xe đạp thể thao. Đấy, model của ATX Pro các bác nhé. Đấy, trên phần ghi đông thì cũng được trang bị là tay bấm xả Asiza và cụm phanh dầu của Shimano. Giảm sóc dưới này là giảm sóc dầu thủy lực đến từ thương hiệu S Santur, model là XCT. Đùi đĩa Shimano. Tôi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây, rồi ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác và mời các bác tiếp tục xem video. Chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Xe phù hợp với bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Của chuyển động Asiza 9 lít, 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Xe thì đang được bán với mức giá là 6.800.000 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đăng lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.